Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 2024. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vô Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và chúng ta chỉ còn buổi hôm nay và buổi mai nữa. Chúng con xin cố gắng trình bày về thiền phái này một cách ngắn lại để có thể tổng kết vào buổi mai. Và chúng ta đã đi ngang qua phần thứ nhất, đó là danh danh xưng của thiền phái này. Thứ hai, đó là chúng ta nói về những vị thiền sư đã xây nền cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và cái điều thứ ba, đó là chúng ta nói về thiền phái Trúc Lâm có mặt từ những vị tổ đầu tiên, đó là Ngài Đạo Viên, kéo dài cho đến Ngài Trần Nhân Tông. Hôm nay chúng con sẽ trình bày về những thiền sư lỗi lạc của thiền phái Trúc Lâm. Cái phần này khá là quan trọng, do vì một dòng tu hay một trường phái, nếu thiếu những cái vị sao sáng, đó là những vị thiền sư lỗi lạc, thì không thể làm được cái linh hồn hay là cái xương sống của cái dòng tu đó. Và đôi khi là trong một thế hệ chỉ cần một vị thiền tăng xứng đáng để lịch đại tổ sư gửi gắm pháp y, gửi gắm cái trách nhiệm truyền thừa là đủ, dù rằng có thể là 500 một nghìn chúng, thế nhưng mà tuyển được trong 500 một nghìn chúng ấy một vị thiền tăng có phẩm chất xứng đáng để thay vị khai sơn hoặc là thay vị tổ để kế thừa. Thế cho nên ta dùng cái từ là lỗi lạc chỉ cho những vị, điều thứ nhất là đủ sức mạnh tâm linh, điều thứ hai là đủ đại hùng lực, điều thứ ba là đủ đại bi tâm, và điều thứ tư là đủ nhân duyên để kế thừa dòng chảy chánh pháp và mở rộng con đường hoằng pháp. Đây là những yếu tố mình nói về chọn những thiền sư lỗi lạc trong quá khứ để cho dòng chảy được lâu dài. Đây là cái vấn đề của phước nghiệp cộng đồng cư dân, chứ không riêng gì của một thiền phái. Thế thì những vấn đề này chúng con đi vô từng phần. Điều thứ nhất, đó là cái nội hàm chân chính của một thiền tăng. Ngay từ thời Tống, người ta đã phân ra những vị thiền tăng nó có nhiều cấp độ nha. Thế là mình tạm ghi ra đây để cống hiến đại chúng. Cấp độ đầu, đó là Chúc Phạn Tăng. Cấp độ thứ hai, đó là Vân Thủy Tăng. Cấp độ thứ ba, đó là Kinh Viện Tăng. Cấp độ thứ tư, đó là Danh Lợi Tăng. Cấp độ thứ năm, đó là Đạo Hạnh Tăng. Cấp độ thứ sáu, đó là Thiền Tăng. Cộng thêm một cái phần quan trọng là giải thoát tăng. Xin thưa rằng chúng con trình bày cái vấn đề tầng thứ nhất nằm cuối cùng. Nó hàm nghĩa rằng cái tầng này tầng đáy. Nó cũng có hàm nghĩa thứ hai là trong tất cả tầng phía trên này nó đều sinh ra từ cái nền tảng Chúc Phạn Tăng. Tại vì nguyên tắc là đời sống này không thể thở không khí mà sống được. Thế nhưng mà trong cái Chúc Phạn Tăng này, nó có nhiều cấp độ đời sống. Ví dụ, cũng là đời sống, thở khí trời như nhau, thọ dụng thức ăn như nhau. Nhưng mà trong cái chu kỳ đời sống 6-70 năm, nó con người họ làm được rất nhiều việc. Việc thứ nhất là họ làm cho tình cảm họ thăng hoa. Việc thứ nhất là làm cho trí thức họ siêu việt.
Việc thứ ba, đó là họ có thể nương vào điều kiện sống một thời gian rất ngắn của 6-70 năm. Họ thành tựu được sự nghiệp giác ngộ của họ hoặc là sự nghiệp cống hiến của họ. Thế cho nên cái nền tảng này đó là nền tảng chung của tất cả con người trên mặt đại địa. Nhưng tùy vào sự thông tuệ, tùy vào chủng nhân quá khứ, nói theo chúng ta là tùy vào cái nghiệp mình cất chứa lâu đời, tùy vào bản nguyện hiện tiền để chúng ta đi vào con đường tu tập thì chúng ta có thể làm cho đời sống mình thăng hoa từ cái mức độ thấp nhất đang đến cái chiều cao nhất là thành tựu giải thoát tăng. Thế cho nên chúng con để tầng này tầng đáy, nó có dụng ý. Điều thứ hai là trong quá khứ cũng có một cái thành phần là vân thủy tăng, học ba mớ đạo lý và cũng là mổ tu thiền, đi tham vấn nơi nọ nơi kia. Thế nhưng mà điều quan trọng đó là quẩy túi du phương, du sơn ngoạn thủy, ngắm núi ngắm mây và có dịp rong chơi đây đó. Cái từ bây giờ người ta dùng đó là đi để trải nghiệm. Cái từ đó là nó hợp với vân thủy tăng. Tuy nhiên vân thủy tăng này, nếu có được cái nội hàm đó là đạo hạnh, đó là học tập, đó là hành đạo, thì vân thủy tăng này, đó là hạng thiền tăng du phương tham học. Vân thủy tăng này mà có được cái trình độ học Phật, kinh viện tăng, nghĩa là các thành phần học thuật tăng, họ có được cái nội hàm học thuật, thì trên con đường vân du đây đó, hoặc là đến những đạo tràng, hoặc là đến những già lam tự viện, họ sinh sống, họ học được rất nhiều điều, họ cũng có thể cống hiến được rất nhiều điều. Thế nhưng mà đối với cái nhìn nhà thiền thì vân thủy tăng này, nếu chưa đạt ngộ, chưa liễu đạt được tự tánh, chưa thấy pháp, chưa hành trì, chưa bước vô cái cổng của thiền môn, thì vẫn là vân thủy tăng, bồng bềnh theo mây nước, chưa đáng gọi là thiền tăng. Hàng thứ ba là kinh viện tăng, cũng gọi là học thuật tăng. Hàng này nếu không có phẩm chất tu đàng hoàng thì dễ trở thành danh lợi tăng, do vì cái thành phần tri thức xã hội lúc nào cũng được trọng thị cả. Thế cho nên định hướng được đời sống bên ngoài đã khó khăn, định hướng được đời sống của người tăng sĩ có học thuật, đạt đến cái chiều thâm sâu, trở thành đạo hạnh, trở thành thiền tăng để chứng nghiệm giải thoát, thì đây là một cái điều duyên mai, có khi cả ngàn vạn con người mới thành đạt được một người. Có gan bỏ hết lợi hết danh, bỏ hết những cái phù du đời sống, bỏ hết những chuyện tham đắm về sự ngưỡng mộ, hoặc là những công trình được gọi là Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, đi vào công phu thiền định, để trở thành thiền định tăng, để trở thành đạo hạnh tăng, thì mới có cơ may đạt đến cái mức độ cuối cùng. Có thể cái này nó nằm ở tầng cuối, cái tầng thứ bảy. Thế là cái tầng đạo hạnh tăng này, người ta chia nó ra làm nhiều phần đạo hạnh tăng. Đạo hạnh tăng thứ nhất đó là họ không có điều kiện học tập kinh văn, nuôi dưỡng đời sống mình bằng giáo pháp. Thế nhưng cái sự chân chất và cái tấm lòng tu tập thiết tha, họ được cái may mắn là xuất gia trong những già lam tự viện, có thầy sáng, có bạn lành, có những vị thiền sư thấy được đạo, dắt dẫn họ đi vào con đường để họ miệt mài cái vô hành trì, liễu đạt được tâm. Và cái kỳ lạ là những con người này họ liễu đạt được tâm, nó không đơn thuần, có khi nó là hằng sa kiếp tu. Có khi là do vì cái sự chất trực trong một đời và cái sự chân thành tu tập. Trực tâm thị bồ đề mà, trực tâm là đạo tràng mà. Thế cho nên họ trở thành những vị đạo hạnh rất là dễ. Đây là trường hợp thứ nhất, thiếu điều kiện nuôi dưỡng trong sự học hỏi Phật Pháp, tức là thiếu pháp học, nhưng mà đủ pháp hành.
Trường hợp thứ hai, đạo hạnh tăng làm được việc vô cùng to lớn, đó là xây già lam tự viện tiếp tăng độ chúng hoằng pháp độ sinh và kế thừa được sự nghiệp giác ngộ của Như Lai, hay nói theo cái từ rất là hùng tráng, đó là nghiêng vai gánh được đại pháp của Như Lai. Chúng con xin thưa lại, đạo hạnh tăng này chia làm hai phần. Phần thứ nhất, đó là cái trường hợp thiếu điều kiện đầy đủ pháp học. Thứ hai là đạo hạnh tăng này đủ pháp học. Cái trường hợp thiếu pháp học, điều này rất dễ xảy ra trong quá khứ. Có nhiều vị thiền tăng, các ngài không sinh ra trong cái môi trường già lam, nuôi dưỡng bằng pháp học một cách hoàn thiện. Thế nhưng bằng cái chủng nhân sâu dày quá khứ, thứ hai là cái cơ duyên của các ngài đặc thù, từ một tâm thức chất trực tu tập, từ cái chủng nhân sâu dày đã từng gieo với nhiều kiếp đối với Tam Bảo. Rồi duyên mai gặp thầy sáng khai ngộ, cho nên các ngài trở thành những bậc thầy lỗi lạc, có thể nhiếp chúng, có thể độ tăng, có thể xây dựng già lam, có thể nghiêng vai gánh được đại pháp Như Lai. Trường hợp này rất nhiều vị tổ trong thiền tông họ đã làm được. Thế nhưng mà trường hợp thứ hai, những vị đạo hạnh tăng này, cái sức mạnh về công trình hoằng pháp của họ, gánh vác Phật pháp của họ và tiếp tăng độ chúng họ nó rất là mênh mông. Họ có một cái nền tảng kinh điển này, tức là được nuôi lớn trong cái kho tàng nghiên cứu giáo pháp, pháp học đủ đầy, đi ngang qua cái dòng kinh văn. Và chúng ta có thể nhìn ra rằng là ngay trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, thừa tiếp cái tính cách văn hóa Trung Hoa. Do vậy cho nên ngay buổi đầu cái hàng tu sĩ xuất gia thì ta đã có một cái quy chế là ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải thính giáo tam thiền. Thế cho nên, ngoại trừ trường hợp thiếu nhân duyên lành học, chứ còn đa phần cái chương trình gia giáo các già lam thì không thiếu điều này. Rồi chúng ta nhìn lại cái sự phân tầng của chư tăng thời Tống của Trung Hoa, phân tầng thế này để nhìn ra điều rằng cái thành phần đạo hạnh tăng này có thể chưa chứng nghiệm được tuệ, chưa thành tựu giải thoát, chưa phải là vị thiền tăng đúng với cái nội hàm của một yêu cầu trong cái thời thiền tông hưng thịnh. Thế nhưng mà khi pháp học đủ đầy, tự nhiên làm thành đạo hạnh chân chính và trở thành một người, điều thứ nhất là xứng tầm gánh vác được đại pháp Như Lai, điều thứ hai đó là làm chỗ tựa nương của thập phương thí chủ nương về, thứ ba là làm thạch trụ già lam, tại vì đạo hạnh mới có cơ may làm được một điều đó là hưng long tam bảo. Thế nhưng mà điều đạt đến một cái mức độ thứ sáu, đây là cái thành phần họ, thứ nhất là họ đã đi ngang qua những cái tầng phía trước này, họ rời bỏ lợi danh, họ không màng đến cái công việc đó là viết lách chú sớ về lĩnh vực học thuộc kinh văn, họ cũng không buồn làm một việc đó là tiếp tăng độ chúng. Ta nghĩ cái việc này, điều thứ nhất là nó trở ngại con đường thành tựu tâm linh, đạt đến mức độ cuối cùng đó là tự tại đối với tử sinh, thành tựu thánh tuệ, viên mãn niết bàn. Thế cho nên đạt đến mức độ thiền tăng ni vô công phu thiền định thì bắt buộc những người này lòng nguội lạnh tất cả lợi danh là một, hoặc họ có điều kiện như họ sắp xếp cho người khác làm những việc này, họ chỉ làm một việc là chuyên tâm đi vào công phu tu tập để thành tựu được trí tuệ. Cho nên chúng ta gọi cái mức độ cuối cùng thứ sáu là những vị thiền tăng chân chính, có nội hàm đáp ứng đúng với cái nhu cầu của những cái phân tầng mà trong cái giai đoạn thiền tông hưng thịnh đặt ra. Và cuối cùng thì từ thiền tăng này bước một bước thành giải thoát tăng nó không phải là khó khăn nha. Tại sao? Ngay đời sống hiện tiền,
Một thiền tăng thực sự là người không dính lợi, không dính danh, không dính những phù hoa vật chất, càng không có chuyện lăng căng vì cơm áo gạo tiền, càng không có chuyện là quan trọng về cái chuyện già lam tự viện. Thế cho nên đạt đến mức độ thiền tăng chân chính, có nội hàm thực sự một thiền tăng, thì đời sống họ ngay hiện tiền đã bồng bềnh mây nước, đã phiêu bồng rồi. Cho nên từ đây nhìn một cách bình thường đó là họ đã có đời sống rất nhẹ gánh tăng bồng. Thế thì cái chiều thâm sâu nội quẩn của họ, tức là chiều thâm sâu nội hàm cất chứa, tùy mức độ của họ sống thế nào trong một đời này, nếu họ thành tựu được pháp hành thì ngay đời này viên mãn thành tựu thánh trí. Đây là cái sự phân tầng của thế giới thiền tăng trong cái thời Tống. Từ phải hệ của Ngài Đại Huệ, Ngài lưu lại cho chúng ta để chúng ta có cái nhìn về điều này. Thế cho nên cái điều đầu tiên, cái nội hàm chân chính một thiền tăng, yêu cầu thứ nhất, nói theo kinh văn ngày xưa là xả ly mọi đam mê chấp trước. Điều thứ hai, chỉ có một việc phải làm. Và điều thứ ba, mình đặt ra ba sắc thái này để cho các vị nghiệm ra và chúng ta có quyền chọn nha. Điều thứ nhất là họ xả ly mọi đam mê, tất cả những cái thứ vật chất phù hoa, tất cả những loại lợi danh, tất cả sự thương mến kính trọng của thiên hạ, tất cả chuyện giao tình nóng lạnh giữa họ và bạn đồng lữ, giữa họ và những già lang tử viện dường như nó cũng nguội luôn. Tại sao? Tại họ chỉ có một việc phải làm là sống được với cái điều họ thấy thôi. Tức là sống với pháp, sống với đạo, sống với sự thể ngộ. Không có việc khác. Không vì giao tình, không vì tiếp xử, không vì cái chuyện gọi là không vì cái chuyện làm sang làm đẹp cho nhau, không có chuyện mặc áo thụng lại nhau, tấm lưng cho nhau để làm ăn, không có chuyện đó bao giờ. Điều thứ ba là cái việc cuối cùng họ là ngay đời này, cái thời gian sống của một kiếp sinh linh nó không có dài, cho nên họ không có đầu tư một ngày, một phút nào cho cái chuyện vớ vẩn ngược xuôi. Chỉ dành trọn thì giờ trong một việc, đó là thành đạt sự nghiệp giác ngộ ngay đời này. Đây là ba sắc thái ta tạm nêu ra để kết lại cái nội hàm chân chính một thiền tăng là phải như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, một cái quy định mà dường như cái điều này trong cái truyền thống thiền môn họ quy định rất chặt nghe, tức là không ngộ không phải thiền tăng. Đây là cái thước đo quá khứ người xưa đặt ra, chứ không phải mình đặt bài để nói cho nhau nghe. Là các vị đọc những văn bản gần nhất, một thiền sư vừa là học giả, ông khảo sát ngữ lục, khảo sát cả một nền văn hiến Phật giáo, ông tặng cho ta một cái câu. Và cái điều này các vị đọc ở trong thiền luận thì các vị nhận ra nghe. Cái câu này mình trích nguyên văn của Suzuki trong thiền luận thôi. Tức là không ngộ thì không phải thiền tăng. Bắt buộc khi bước vào cái cửa này, gọi là tăng tham thiền, gọi là tăng nhập định, gọi là tăng rời bỏ tất cả lợi danh, một mình một thân đi vào cái chốn tịch mịch này, phải là người thấy được đạo, phải là người ngộ được tự tánh nghe. Thế là một cái câu mà chúng ta nên ghi nhận để biết rằng cái chuẩn mực này đó là chuẩn mực nghìn đời, từ thời Đường qua thời Tống cho tới đến Việt Nam thì các thầy, các vị lịch đại tổ sư cũng đều đặt cái chuẩn mực này. Thế là gần hơn, mình kể cho các vị nghe. Ngày đầu tiên khai mở khóa thiền chân không, ông cụ chân không, tức là ông cụ Trúc Lâm, ông cụ Thanh Từ đọc cái bài diễn văn khai mạc. Mình nhớ có hai câu thôi.
nói không có chính xác lắm cái câu cụ đọc ở trong diễn văn, tại vì cách đây tới mấy chục năm, là từ năm 73 tới nay. Cụ nói rằng trong 3 năm học tất cả kinh văn, luận thư, sử liệu, các vị biết cái chương trình chân không cụ dạy rất là dày chứ không đơn giản, mỗi tháng dạy 10 ngày. Từ Bát Nhã Tâm Kinh trải dài cho tới kinh Lăng Già, cho tới kinh Lăng Nghiêm, cho tới kinh Pháp Hoa, cho tới kinh Niết Bàn, tức là cái nền văn học đại thừa được ông cụ triển khai. Luận thư thì cái quyển luận thư đầu đó là Quy Sơn Cảnh Sách cho tới Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, vân vân, cả một cái chiều dài. Lịch sử thì có lịch sử 33 vị tổ, lịch sử các vị thiền sư Trung Hoa và lịch sử các vị thiền sư Việt Nam. Và ba môn này cụ phối hợp lại với một cái dụng ý rằng chỉ cần làm cho thiền sinh chân không ngày xưa có niềm tin đối với tâm là xong việc. Cái từ ông cụ dùng là chúng con sẽ lặp lại nơi đây để cho chư tôn đức tăng ni lưu ý nha. 3 năm học với cái chương trình kinh văn, sử liệu, luận thư dày như vậy, một tháng 10 ngày học, một buổi học 2 tiếng đồng hồ, ngồi miên man thiền đường với một niềm mơ ước duy nhất giản dị là xin thiền sinh nơi đây học và tu miệt mài như vậy, chỉ làm được việc là tin nơi tự tâm của mình. Nghe thì đơn giản, thế nhưng mà nếu các vị mở vào luận thư là đại thừa khởi tín luận thì ngài Mã Minh ngài nói là tín tâm là tín đại thừa, tín đại thừa là tín tâm nghe. Thế nhưng mà thiền tông bảo rằng là tín tâm nghĩa là liễu ngộ tâm. Cái từ thứ hai là thấy được pháp sinh diệt. Điều thứ ba là thể nghiệm được. Bốn cái từ này nó có cùng một nghĩa. Và điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng từ quá khứ xa xưa, lịch đại tổ sư đã xác định rằng là không ngộ phải thiền tăng. Bước vào cửa ngộ mới nói đến chuyện tu. Thế là cho tới cận đại các vị thiền sư dính với con đường thiền tập thì họ đều nói một điều giống như nhau. Cái từ gọi là máu của lục tổ Tào Khê chảy tới hôm nay vẫn còn đỏ thấm là như vậy. Từng giọt, không nhạt nhòa bao giờ. Là từ những điều chúng con dẫn thế này, đây là câu thứ nhất của thiền sư Trúc Lâm Thanh Từ nghe, tức là của ông cụ Thanh Từ. Câu thứ hai, ông cụ nói cũng khá là lý thú và cũng thành một loại nền tảng để chúng ta học. Cụ nói rằng, người ta cứ bảo rằng đây là thời mạt pháp, khó tu, phải tu pháp môn gì mới có thể thoát được tam tai bát nạn, tu pháp môn chi mới có thể thành tựu được giác ngộ, nếm được hương vị an lạc. Theo cụ thì cụ nhìn rằng trong những ngày mùa đông có những ngày mùa hè, và trong những ngày mùa hè cũng có những ngày u ám mùa đông. Thời Thế Tôn tại chiền chánh pháp hưng thịnh, do vì những sinh dân thời ấy người ta gặp được Thế Tôn xin phụng thời, gặp được chánh pháp, gặp được Như Lai. Thế nhưng mà cũng có những kẻ tu không xong, rũ áo ra về. Cũng có những chúng sinh không buồn gặp Phật. Thế thì cái thời này cũng như vậy, đành rằng cái mùa đông ảm đạm, thế nhưng mà cũng có những mùa hè tươi sáng. Thế cho nên, chánh pháp cùng không chánh pháp không phải ở cái chuyện là dòng chảy xa nguồn từ 26 thế kỷ, mà ở nơi lòng người, ở nơi nhân duyên từng người gặp được pháp và nhiệt tình tu tập hay không mà thôi. Đây là câu nói thứ hai ông cụ. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thế này: không ngộ cũng phải thiền tăng đã được có mặt từ ngay thời lưu tổ. Thế cho nên thiền sư đầu tiên khơi nguồn cái điều này, chúng ta nhớ rằng ngài Huyền Giác, ngài có một câu làm chuẩn mực cho thiền tăng, đặt cái giá trị là thấy được đạo, biết được pháp để đi vô con đường hành trì.
Đó là cái câu là du giang hải thiệp sân xuyên. Ngài quyền giá, Ngài mở đầu để chúng ta có cơ hội xác nhận rằng là thiền sư trong quá khứ, dù là phân thủy tăng, dù là những vị tăng chi, quẩy túi du phương, có khi mất 30 năm, 40 năm cả như Ngài Triệu Châu, cũng vì một việc, đó là nhờ thiện tri thức khơi mở để nghiệm ra được đạo, thấy được tự tánh, ngộ được bản tâm, hay nói theo cụ chân không, tức là ông già Trúc Lâm đó, đó là tin được tâm mình, tin rằng cái tâm chân thật bất động vô sinh hiện tiền, đó là thể tâm chân như, tin rằng cái năng lực tâm này chính là năng lực tuệ tri của kinh Phật dạy, tin rằng là sống với pháp này, sống với tâm này là sống với tâm bất động, tâm vô sinh, đoạn trừ tâm sinh diệt, đoạn trừ phiền não khổ ưu, ngay hiện tiền có thể thành tựu được thánh trí, ngay hiện tiền có thể đoạn hết nghiệp thức của sinh tử luân hồi. Thế cho nên thiền sư ngày xưa quẩy bán vô phương, như cái lời trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác, Ngài nói du giang hải thiệp sân xuyên, là có thể dạo núi dạo sông, vượt đèo vượt suối. Thế nhưng việc quan trọng là tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tức là gặp những vị thiện trí có năng lực giác ngộ, có đời sống tâm linh để khơi mở cho ta thấy được đường về, nghiệm ra được tự tâm chân thật của chúng ta. Và con đường này, khi may mắn gặp được các bậc thầy như vậy, mở được cánh cửa pháp, thấy được pháp để hành trì, gọi rằng là từ cái lúc mà ngộ được yếu chỉ cái Tàu Khê, thấy được con đường của tổ Tàu Khê, tức là tổ Huệ Năng, lúc bây giờ thì mới biết rằng cái chuyện sống chết ngược xuôi không dính gì ta. Thế rồi chúng ta quay lại tự thân để chúng ta nghiệm ra cái chỗ này. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại nha. Mình nương vào kinh văn của Phật dạy, từ văn học Nikaya cho tới Đại Thừa, thì các vị nghiệm ra cái chỗ này, nó là yếu chỉ, nó là tinh thần của kinh văn. Cho nên đạt đến pháp học viên mãn thì người ta đạt đến pháp hành. Cũng có nghĩa rằng đi vào con đường kinh viện, học kinh văn, pháp học đủ đầy, sẽ dễ ngộ ra con đường này là như vậy. Quy chiếu lại điều thứ nhất, nhìn tỏ tượng rằng trong nội dung tất cả đời sống chúng ta nó chỉ có hai phần, ta không có cái phần nào khác cả. Phần thứ nhất đó là sinh diệt, hay nói cách dễ hiểu là pháp sinh diệt có mặt nơi này này. Pháp sinh diệt ngoài thì chúng ta không cần bàn, nhưng mà nhìn lại tự nội để nhận ra điều rằng là pháp sinh diệt ngay nơi này năm quẩn của ta. Thứ hai, trong hình này năm quẩn này lại có cái pháp bất động, pháp vô sinh. Nếu ở ngoài thiên nhiên vũ trụ có pháp hữu vi như hành tinh, như đại địa, như loài thực vật, như loài động vật, nó di động, nó hữu hình, hữu sắc, thì có cái vô hình đó là hư không mênh mông. Thì các vị nhìn lại thân của ta, buồn vui của ta, nghĩ suy của ta, ưu tư phiền não của ta, nó cũng có hai phần sinh diệt và bất sinh diệt. Thế nào là sinh diệt? Cái gì động, cái gì đổi thay, cái gì đi ngang qua, cái gì mất hút thì sinh diệt. Cái gì có thể chiếu sáng, không lay động, không đến không đi, không mất không còn, nó tự tại vĩnh hằng, nó hiện tiền bây giờ ở đây, thì pháp đó là pháp không sinh diệt nơi hình này, sinh diệt này. Thế thì dùng cái nền tảng kinh văn Nikaya nghiệm ra nghe. Thế Tôn bảo rằng là có cái năng lực tuệ tri có thể nhìn được đây là hình hài, đây là buồn vui, đây là sinh diệt của ý thức đang vận hành. Và cái tâm quan sát cái năng lực tuệ tri này thì chưa hề sinh và diệt. Các vị đọc vào một bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ có pháp môn nào thì điều này nghiệm ra ngay. Tất nhiên là mình không muốn dẫn dắt đi vô xa quá, mình cũng dẫn cái điều này để nghiệm ra điều rằng liễu tri sanh tử bất tương can, biết rằng sinh tử không dính chi ta,
Nó hàm nghĩa rằng người kia ngộ được ngay nơi hình hài sinh diệt này, có cái tâm đang quan sát mọi thứ sinh diệt, tâm ấy vốn là không sinh diệt. Hiểu cách đơn giản ở tầng cạn, ngang đây thì gọi rằng những thiền tăng thấy được pháp, ngộ được đạo, mở được cánh cửa để đi vô công phu hành trì rồi. Thế nhưng mà trong thiền thoại, tức là trong thiền ngữ, người ta có một cái câu để minh chứng điều này. Câu đó là đốn ngộ rồi tiệm tu. Thứ hai là tiệm tu rồi đốn ngộ. Chỉ có hai đường thôi, không đường khác. Thế thì dùng một bài kinh thì mình vừa gọi cái chủ đề nói cho nhau nghe để các vị nghiệm được những cái câu thiền ngữ này. Đó là chuẩn mực cho những thiền tăng. Thế nào là đốn ngộ tiệm tu? Một hôm Thế Tôn kêu Ngài Xá Lợi Phất, cái này là bài kinh có pháp môn nào ở trong Tương Ưng Bộ Kinh nghe. Này Xá Lợi Phất, ông có biết có một pháp môn chi không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể thực chứng được thánh trí, thành tựu viên mãn niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài sinh diệt nữa không? Xá Lợi Phất là một bậc thông tuệ nhất trong hàng tinh văn, và bạch Thế Tôn còn không biết. Pháp môn nào Thế Tôn dạy thì con biết, còn pháp môn Thế Tôn chưa từng dạy làm sao con biết? Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, khi có tham thì ông biết trong tâm ông đang có tham. Khi có sân, ông biết trong tâm ông đang có sân. Khi có si thì biết rằng nó có si. Thế là khi không có tham, có sân, có si thì ông cũng biết tâm ông không có tham, có sân, có si. Cái này có cần niềm tin, có cần lý luận, có cần học tập, có cần khổ hạnh mới có thể nghiệm ra cái này không? Bạch Thế Tôn, không. Nó đơn giản là trong tâm con có sinh khởi cái chi thì con quan sát nó, con nhận biết sự có mặt của nó. Chứ đâu cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh, đâu cần trải qua tháng rộng năm dài gì, phải làm gì nhiều đâu. Ngay bây giờ, có cái chi sinh ra trong tâm con thì con nhận biết ngay. Thế thì ta hỏi nhau rằng là cái pháp môn này pháp môn chi? Gọi là pháp môn đốn ngộ nghe. Thế cho nên, chúng ta có thể gom ý lại để thưa nhau rằng là nếu chúng ta đọc vào kinh văn để phối lại thì biết rằng là tuệ tri. Khi nghiệm ra rằng tất cả những đối tượng đang bị quan sát vốn là pháp sinh diệt, còn cái tâm năng tuệ tri thì bản chất của nó không có phải là sinh diệt. Dễ hiểu hơn là cái năng lực tuệ tri ấy trong bản chất của nó không có buồn vui hờn nhẫn bất an, càng không có dòng ý thức miệt mài trôi, không có sự phê bình phán xét nào trong đó cả. Đơn thuần là ánh sáng đang quan sát, đang tuệ tri, đang nhận biết. Cái từ chúng ta có thể dùng đó là cái năng lực tâm nhận biết mà vô ngôn. Không có thầm thì, không phê bình, không phán xét, không vận dụng tầm và tư gì trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm sáng rỡ, hiện tiền, nhận biết. Cái này nó tương ưng với thiền tông, gọi là cái năng lực tâm chánh niệm chiếu sáng hiện tiền. Hay là cái biết thường hằng tự tại, hay là tự tánh rỗng sáng tịch nhiên. Họ dùng nhiều từ, nhưng mà cái việc quan trọng là chúng ta quay ngược lại chiêm nghiệm điều này. Thế cho nên trong nền tảng Kinh Văn Nikaya đã có cái phần gọi là đốn ngộ rồi nghe. Thế thì tiệm tu là sao? Ví dụ, chúng ta ngay bây giờ chưa từng làm quen với thiền tập, tâm ta nó rất hỗn mang, những buồn vui lo âu phiền muộn, những lo toan về cơm áo gạo tiền chưa có người tu nào không vướng phải. Thế là mình hình dung rằng nếu một đời tu của mình chỉ một việc đó là cơm áo gạo tiền, đó là một việc lấy lòng Phật tử để có một chút điều kiện sống một cuộc đời, ông thầy tu bằng không thì chết đói. Hoặc mình phải giao tiếp với những người bằng hữu mình không muốn bao giờ,
Tại vì nếu không giao tiếp với người thì mai kia mốt nọ những việc cần mình không mời được người ta. Gọi là cái sự giao tế mất rất nhiều thời gian, rất là chán. Thế là nếu cuộc đời tu mình chỉ ngần đó việc thì thưa các vị, lụi đuổi. Nói theo ngôn ngữ của Trúc Lâm là lụi đuổi nghe. Tức là lây quay 50 năm, 70 năm đi qua cái vèo mất biến mà hư vô. Thế thì cuộc đời tu dường như hơi vô vị. Điều thứ hai, nếu chỉ ngần này việc giải quyết mọi việc của đời sống, thế thì dường như đời tu không có niềm vui. Nó chỉ là một nỗi buồn. Tội nghiệp cho đời sống của người tu tháng năm dài đi ngang qua. Do vậy cho nên đầu tiên đi vào pháp hành trì thì ta làm được việc gần nhất. Mình đang nói về tuệ tri này nghe. Thì đành rằng chuyện phiền muộn giữa nhân gian, đành rằng giao tế đời thường, đành rằng có chuyện lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng mà khi có bất cứ điều gì làm dấy bẩn tâm thức ta, làm ưu tư phiền muộn khởi lên trong ta, người có Phật làm được điều tuyệt vời liền. Đó là chi? Trú trong trạng thái tâm quan sát, tức là nhận biết sự có mặt mọi xúc cảm, nhận biết mọi sự có mặt của lo toan, nhận biết mọi trạng thái sinh diệt, từ xúc cảm cho tới lo âu, cho tới phiền muộn, tới nghĩ suy. Lúc bấy giờ các vị nghiệm ra điều rằng là mọi tâm sinh diệt đó nó đều lắng, đều nhẹ, đều vơi, đều tan biến mà hư vô. Thế cho nên thấy điều đạo nghĩa là tuệ tri được mọi pháp sinh diệt, thì người này đã có niềm tin vững chắc. Tuy không dùng cái từ tin nơi tâm, nhưng mà ta nên hiểu ngầm một điều rằng thấy được pháp, đi vào công trình tu là ta đang tin vào cái năng lực tâm tuệ tri này, khả năng nhận biết vô ngôn này đích thực là mang đến sự kỳ diệu trong đời sống tu của ta. Ta có thể loại trừ mọi phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm, mọi cái loại thương tật, mọi loại sang chấn tâm lý có mặt từ quá khứ, mọi cái tâm thức được cất chứa nghìn đời, nó làm bao nhiêu việc, nó nhận chìm ta trong những nỗi thảm sầu liền tan biến mà hư vô. Đây là điều thứ nhất, khi ta liễu ngộ được năng lực tuệ tri đích thực là một pháp hành trì cứu đời sống của ta. Thế thì điều thứ hai, hiểu là một việc, nhưng mà cái chuyện nhớ nó lại ít, mà chuyện quên nó lại nhiều. Thế cho nên người đam mê tu tập không muốn phí một đời của mình trong cái chuyện vớ vẩn buồn vui, không phí một đời trong cái chuyện cơm áo gạo tiền, không phí một đời trong cái chuyện đó là cái cơ hội sống nơi đây hoặc nơi một đất nước văn minh, kiếm một cái chút tiện nghi đời sống để rồi ra đi. Người không muốn làm điều này thì bắt đầu họ phải làm được công việc. Càng ngày cái niềm đam mê sống với cái tâm tuệ tri này càng ngày càng giàu. Thế cho nên từ từ từng bước một họ loại trừ tất cả những cái bung sung đời sống đáp vào họ, tất cả những ràng buộc cấu uế ở trong tâm họ, tất cả những cái xuôi ngược của tâm thức lôi kéo lợi danh, từ từ nó rớt dần cho nên từ cái bước liễu đạt được pháp tuệ tri, đó là diệu dược cứu đời ta. Đó là pháp môn mà nghìn xưa Như Lai đã dạy, đó là pháp môn lịch đại tổ sư đã truyền đạt để ta có thể chứng nghiệm thánh trí. Hiểu như vậy cho nên là bắt đầu thực tập dần từng bước một. Làm cho năng lực tuệ tri này càng ngày càng sắc, càng bén. Và cho tới một lúc này đứng này đi này nói này cười này giao tiếp với vạn người, dường như là không lúc nào không trú tâm trong trạng thái chiếu sáng hiện tiền lặng lẽ tuệ tri, thì gọi rằng tiệm tu để đạt đến cái cuối cùng là viên mãn được thánh trí. Cho nên cái từ tiệm tu đạt đến đốn ngộ nó không riêng gì của thiền đốn ngộ hay dùng, mà thậm chí rằng là tăng sĩ chúng ta hiện thời đi vào pháp học liễu ngộ một bài kinh từ Nikaya thôi. Đi vào công phu hành trì thì ta cũng nghiệm ra được cái điều này chẳng có chi lạ, ngoài cái việc là các vị thiền sư Trung Hoa vận dụng một loại ngôn ngữ giản lược cụ thể gần gũi pháp thực tập để ứng dụng dễ dàng. Thế thì các vị nghiệm ra cái chuyện
thấy được tự tánh, ngộ được tự tâm, tin được tâm. Và có niềm tin với Thánh giáo Như Lai là cái chuyện phải xảy ra đối với một tăng sĩ bình thường. Từ điều này chúng ta nói cho nhau nghe rồi ta quay ngược về, thưa các vị người xưa ông Khác Di Ta. Họ cũng từ nền tảng kinh văn, từ nền tảng luận thư, từ nền tảng ngữ lục của các vị thiền sư. Và ta nhớ một điều rằng trong cái thời Trần, cái đặc thù đó là họ thừa hưởng nguyên vẹn cái nền văn hóa Phật học từ thời Lý còn lưu lại. Ta thử hình dung rằng trong thời Lý 7 lần Đại Tạng được thỉnh về, 3 lần, 4 lần sao chép để ở điển Trùng Hưng. Và chưa bị cái tai nạn đó là Giặc Minh đi qua quét sạch hết cái nền văn hóa. Thế cho nên nhà Trần họ kế thừa được cái sự nghiệp quan trọng không phải là vật chất, tức là không phải sự nghiệp đó là một đất nước Đại Việt họ làm vua, mà sự nghiệp quan trọng là kế thừa cái nền văn hóa thời Lý. Trong nền văn hóa thời Lý lưu lại thì cái nền tảng Phật học vô cùng sâu sắc, và cái nền văn hóa Phật giáo thời Lý nó có một nét đặc thù khác với thời Lê sau này là chi? Nền văn hóa dân tộc. Đành rằng thỉnh Đại Tạng Kinh về, đành rằng cái sinh hoạt Phật giáo ít nhiều gì cũng có thể lượm từ nền tảng thiết kế tăng già của Trung Hoa. Thế nhưng mà chúng ta không có tìm ra cái nét đặc biệt như thời Lê về sau, là cả cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam đều ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Trung Hoa. Các vị nhìn coi cái pháp thiền của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, họ chế tác để hành trì, không có yếu tố mật thừa trong đó nghe. Không có cái sinh hoạt giống như Phật giáo thời Lê. Và trải dài cho tới hôm nay chúng ta thừa hưởng là nhị thời khóa tụng như của quốc sư Ngọc Lâm đã kiết tập và truyền đạt đến đất nước Việt Nam, và mãi tới hôm nay chúng ta lây quay chưa thoát được. Thế cho nên cái nhà Trần, triều đình nhà Trần 100 mấy chục năm, thưa các vị, thừa hưởng trọn vẹn cái nền văn hóa Phật giáo từ thời Lý còn lại, cái tính độc lập rất cao, cái tinh thần dân tộc tự cường rất là mạnh, và trong đó yếu tố tôn giáo là Phật giáo, không có dấu vết của cái sinh hoạt Phật giáo ảnh hưởng nặng nề về cái màu sắc lễ lại tụng tán vân vân của truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Đây là cái nét thứ hai chúng ta khai thác về không ngộ không phải thiền văn. Lành rằng kế thừa sắc thái Trung Hoa, thế nhưng mà ở đất nước Việt Nam thì nó có một cái nét đặc thù, đó là từ nền tảng Phật giáo dân tộc đi vô. Cho nên các vị nhìn những vị thiền tăng không hề có cái sự bản sao hay là có bắt chước nguyên vẹn giống như những thiền tăng Trung Hoa là như vậy. Đây là điều thứ hai chúng con muốn trình bày. Thế là chúng con sẽ trình bày đến cái phần thứ ba của vấn đề. Cái phần thứ hai chúng ta xác định cái phẩm chất một thiền tăng phải như vậy. Thế là phần thứ ba mở ra cánh cửa đó, từ nền tảng giáo học thể ngộ. Xin thưa rằng có ba vấn đề còn lại mà chúng con muốn trình bày để cho chư tôn đức tăng ni thăm dò vào cái chiều sau này. Điều thứ nhất, từ nền tảng giáo học người ta có thể ngộ được tâm, thấy được tự tánh, hay nói theo ngôn ngữ của Trúc Lâm là tin được tâm nghe. Từ khác là liễu ngộ tâm, từ khác là thấy pháp chân thật. Cái từ rất là mênh mông, nhưng mà người ta đôi khi dùng cái từ là thấy được pháp. Thấy được pháp nghĩa là thấy được pháp sinh diệt. Mà thấy được pháp sinh diệt thì cái thấy pháp sinh diệt là bất sinh diệt nha. Hai cái từ này nó rất là gần nhau. Từ điều này chúng ta quy chiếu lại ba vấn đề mình trình bày. Vấn đề thứ nhất,
Mình nghiệm ra một điều rằng có nhiều vị thiền tăng trong cận đại. Các ngài không phải kế thừa chi từ các vị thiền sư giác ngộ đạo lý thiền cả, thế nhưng mà các ngài từ nền giáo học nghiên cứu sâu xa, từ nền tảng học đọc kinh văn, từ nền tảng công phu hành trì, và cộng với cái chủng nhân lâu đời. Do vậy cho nên các ngài thấy được pháp, các ngài ngộ được tâm, các ngài có thể mở những trang thiền sử ra và thâm đạt được ý chỉ của lịch đại tổ sư, cho nên có thể truyền đạt thiền một cách rất bình thường. Cụ thể nhất, các vị nghiệm ra những vị thiền sư cận đại như cụ Trúc Lâm, cụ Lần Mai. Xin thưa rằng, bổn sư của các ngài ấy không phải là những vị thiền sư được truyền thừa, truyền y, truyền bán gì trong dòng thiền cả. Thế là ai dám nói mấy cụ đó không phải thiền sư? Và một trong những vị thiền sư ít ai biết, đó là ngài Minh Thiền nghe. Cụ này mất rồi. Ta có thể đọc cái cuốn Vô Niệm Viên Thông của cụ này. Cuốn thứ hai nó là Thiếu Thất Lục Môn. Ông cụ này đọc Kinh Lăng Nghiêm, ngộ ra được tự tánh, tức là ngộ ra được tự tâm. Và những điều cụ viết, những việc cụ làm và cái công trình ông cụ để lại hai cái cuốn này. Một là Vô Niệm Viên Thông, hai là Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp. Chúng ta đọc để đối chiếu lại ngôn ngữ ông trình bày là một, và ngôn ngữ các vị thiền sư trong quá khứ, thậm chí có thể đối chiếu với ngôn ngữ của thiền sư Bàn Khuê Vĩnh Trác của Nhật Bản. Các vị thấy cái chất tâm linh, cái chất giác ngộ không khác gì nhau. Điều này cho chúng ta cái nhìn rằng là khi cái người con Phật học Phật đến một cái trình độ nào đó, nền giáo học thuần thục, cái năng lực tu nó đi kèm với cái nền giáo học này vững vàng và đầy đủ, thì tức khắc người ta có thể ngộ ra một điều vô cùng đơn giản là thấy được pháp sinh diệt. Không riêng gì những vị thiền sư, thậm chí như học giả lỗi lạc như Ẩn Thuận Pháp Sư, như ngài Ẩn Quang Đại Sư, vân vân. Thưa đại chúng rằng là rất nhiều vị sư Trung Hoa từ nền giáo học này các ngài ngộ ra được tâm, thấy được tự tánh. Nhiều cái từ chỉ về những con người này, cho nên ta có thể nghiệm ra điều rằng là trong dòng chảy của thiền sư Trúc Lâm này có thể là một vài vị lỗi lạc kế thừa sự nghiệp giác ngộ. Thế nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều vị đã có năng lực đi vào nền giáo học đương thời để làm thành Phật giáo hưng thịnh trong giai đoạn của giáo hội Yên Tử đang phổ biến. Điều thứ tư, có những vị thiền tăng các ngài không có một cái nền giáo học vững vàng, nhưng mà cái duyên của các ngài rất là may mắn, các ngài chỉ biết một việc, đó là đi vào công phu tham thiền thôi. Đến một lúc nào đó chợt sáng ra những vấn đề được giấu ở trong lịch đại tổ sư, trong những cái công án thiền. Cái điều này nó có mặt trong cái dòng chảy công án là một, thoại đầu là hai. Từ thời Tống về sau, những thiền tăng đi vào công phu tu tập đa phần đi vào công án và thoại đầu. Thậm chí họ có một cái cực đoan là tất cả kinh văn học thuật học nhiều, nó là một loại tạp độc nhập tâm. Cái điều của những vị thiền sư khai thác nó lây lan đến truyền thống Tịnh Tông, cho đến nỗi là các ngài trong truyền thống Tịnh Tông bảo rằng là chỉ cần một câu A Di Đà thôi, không cần học Phật pháp bao nhiêu cả, thuần một câu A Di Đà thôi. Thưa các vị, thuần một câu A Di Đà cũng đưa người ta đạt đến cái sự liễu ngộ tâm nghe. Tóm lại, hai trường phái này đành rằng có thể con đường của họ đi cuối đoạn đường có ánh sáng, thế nhưng không bằng cái trường phái thứ năm này, đó là vừa giáo vừa thiền, hai mặt này phối hợp lại. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là với tăng sĩ hiện thời,
cái trình độ học Phật chúng ta vững vàng, cái năng lực tu chúng ta đã được xây dựng từ bé, cái điều kiện nuôi dưỡng chúng ta nếu được mở ra và chúng ta bớt đi những cái chuyện phù thế, nhẹ gánh tăng bồng đối với cái chuyện cơm ăn áo mặc, đầu tư thì giờ của mình trong cái công trình tu tập, thì chắc chắn một điều rằng chưa thể làm những vị thiền sư lỗi lạc, nhưng mà cái điều hiển nhiên rằng là sống một đời sống giữa nhân gian này, ta có quyền không chọn cho mình nơi đến, nhưng có quyền chọn cho mình cách đi và nơi chúng ta đến của tương lai nghe. Hay nói cách dễ hiểu rằng có mặt lại nơi đây không làm chủ được. Mình đâu có muốn rớt vào gia đình này, đâu có muốn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn này, đâu có muốn lăn xăng đến đất nước Hoa Kỳ này cực nhọc vô cùng để có được đời sống bình ổn. Ví như được chọn thì mình chọn sinh ra nơi đây cho rồi, để có điều kiện vươn dạ với người ta, có điều kiện vô những trường đại học lớn với người ta, có danh giá với người ta, và khoáng pháp phục Như Lai để hành đạo, cho mắc gì chọn cái thân phận này, có mặt nơi đây vô cùng vất vả vậy. Thế nhưng mà cái chuyện đã qua rồi, ta không thể chọn nơi đến, tức là ta không làm chủ được cái sự sinh của ta. Thế nhưng, thưa các vị, với điều kiện hiện có của tăng sĩ, có học Phật là một, có tu tập là hai, có chủ nhân sâu dày với Tam Bảo là ba. Ba điều này phối hợp lại, cộng với năng lực hiểu được đạo lý và có sự thiết tha tu tập, thì ta có quyền quyết định rằng ngay bây giờ, ngay nơi đây, sống tới một lúc nào đó, ta có quyền chọn cho mình ra đi. Thứ nhất là cái cách ra đi của chúng ta bình an. Thứ hai là nơi ta đến, ta có quyền chọn nghe. Không chọn được lúc ta đến, lúc ta sinh, nhưng mà có quyền chọn lúc ta ra đi. Tóm lại, chưa bao giờ những vị tăng sĩ trong quá khứ, hoặc tăng sĩ hiện tại, hoặc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này, những vị thiền sư lỗi lạc không là những người có hai phần, đó là giáo và thiền đồng hành. Chính những điều này nuôi dưỡng họ, chính những điều này làm thành bậc tài tuấn trong chốn tăng già, và những điều này mới làm thành những vị thiền sư lỗi lạc trong thiền phái Trúc Lâm trong quá khứ. Đây là năm nét tổng quát để nói về cái nội hàm vô cùng quan trọng để thành tựu được những vị thiền sư lỗi lạc. Thế là cái phần cuối cùng. Xin thưa rằng mất tới một tiếng đồng hồ để quảng cáo cái nền tảng của những vị thiền sư lỗi lạc. Thế là bây giờ cái chuyện vô cùng đơn giản là phần thứ 6. Mình ghi đó là ba vị tổ đầu. Vị tổ đầu tiên là Ngài Trần Nhân Tông. Xin thưa rằng đây là con người đặc thù nhất. Nếu chúng ta đọc vào Đại Việt Sử Ký thì các vị nghiệm ra rằng là khi sinh ra ông đã đặc thù rồi nghe. Hồi bé ông được cái tên là gì, như là Kim Phật thì phải. Một cái thân hình màu vàng. Và ngay bé thơ là ta đã ăn chay rồi, ta mơ ước được đi tu thôi. Và cho đến đổi Trần Thánh Tông và Mẫu Hoàng rất là lo lắng, tại vì dường như đây là con cầu tự, không có phải là con cái gì đông lắm cái triều nhà Trần. Và hoàng đế phải khóc, đó là ta chỉ có một mình con, ta mơ ước con kế thừa sự nghiệp của ta. Thế này con, chọn con đường tâm linh, tu tập, thế thì ta làm sao có thể yên tâm được trong khi triều đình còn rất là ngổn ngang. Thế này khuyên giải đôi lần Ngài Kim Phật nhà ta, bắt đầu ăn uống bình thường lại. Đây là nét đầu tiên, lúc bé thơ đã như vậy. Nét thứ hai, ông có một cái hào quang cùng với bố, đó là hào quang chiến thắng quân Nguyên. Ta nhớ rằng là quân Nguyên ba lần xâm lăng Đại Việt. Lần đầu
Vào giai đoạn nhà Trần mới thành lập lúc bấy giờ đó là Trần Cảnh, là Trần Thái Tông phải chỉ đạo đoàn quân để đánh giặc Nguyên. Thế là hai cái lần quân Nguyên xâm lược sau này do bố con của ngài Trần Nhân Tông này, tức là Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông, hai cha con chỉ huy cái cuộc chiến chống quân Nguyên. Thế cho nên bản thân của ông có được cái hào quang chiến thắng vô cùng lớn. Chính hào quang chiến thắng này nó cho chúng ta nhiều cái nhận diện về con người này. Đành rằng nơi tâm thức của vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông này lúc bé thơ đã có một cái đặc tính rất là từ bi, muốn đi tu. Và người muốn đi tu nghĩa là tâm hồn của họ nó không phải là ham muốn gì về cái chuyện sát sanh hại mạng. Thế nhưng mà khi gặp việc cần phải đối kháng với giặc ngoại xâm để làm cho an bình đất nước, cứu thần dân qua khỏi cơn lửa đỏ của chiến tranh vạn họa, thì không ngại ngần chi đứng đầu sóng ngọn gió chỉ đạo cái cuộc đối kháng quân Nguyên. Cho nên nơi con người này ta thấy là có cái bản lĩnh, có cái sức mạnh phi thường. Thứ nhất là có cái nội dung. Đầu tiên, tâm thức này nó có một cái nội dung, tức là có cái chất Phật đầu tiên cái đã. Kế tiếp, cái chất Phật này nó không có ốm yếu, không có sợ sệt. Mà chất Phật này, nó làm thành một loại đảm lược phi thường, nó làm một loại bản lĩnh, đứng đầu sóng ngọn gió để có thể chỉ đạo cuộc kháng chiến quân Nguyên và giành được thắng lợi cho một dân tộc Đại Việt. Điều thứ ba, đối với hào quang chiến thắng ông coi rất là nhẹ, cho nên sau đó có chừng một năm thôi là đã rời ngôi vua. Làm Thái Thượng Hoàng trong vòng 6 năm. Và năm 1299 thì phải xuất gia ở Yên Tử Sơn. Để mình coi lại có phải đúng không nha. Bằng không thì nói nó sai niên đại. Xin thưa rằng đôi khi mình có một cái bệnh là nói không cần niên đại. Và xuất gia 1299 cho tới 1304. Đây là vài nét mình nói về Trần Nhân Tông. Xin thưa rằng rời ngôi vua làm Thái Thượng Hoàng không bao lâu, sau đó hoàn toàn xuất gia. Và xuất gia, và khi xuất gia rồi thì ông tu hạnh đầu đà tại Yên Tử Sơn trong vòng có 5 năm thôi là bắt đầu rời Sơn Mâu Yên Tử, là một cuộc du hành, và du hành tận tới miền Nam. Và trên con đường du hành về miền Nam để khuyến hóa, loại trừ bớt cái tục mê tín dị đoan của thần dân trong đất nước Đại Việt. Và trong chuyến du hành này ông mới kết thân lại với vua Chiêm và hứa hẹn một cuộc hôn lễ giữa Chiêm Vương và công chúa Huyền Trân. Thế thì các vị nhìn ra rằng là trong vòng có 5 năm tu hạnh đầu đà, sau đó trên con đường hoằng pháp, và trên con đường hoằng pháp về đến vùng Thanh Hóa Nghệ An, gặp Đồng Kiên Cương, tức là gặp ngài Pháp Loan nghe, mới bắt đầu tiếp độ một người đệ tử kế thừa mình. Thế là mình nhìn lại cả một cái chiều dài của cái con người này từ bé cho tới lớn, để nghiệm ra điều rằng nếu không có nội hàm của Pháp học Phật Pháp trong quá khứ, thế thì cái lúc tu tập không biết pháp hành trì. Điều thứ hai, cái thời gian tu tập không nhiều ấy vậy, nhưng mà sau đó thì ngài chủ trương giảng dạy những bộ ngữ lục lớn của nhà thiền, trong đó có Đại Huệ Ngữ Lục.
Và chính bản thân Ngài sáng tác ra, rất tiếc là những văn bản này nó không còn lại. Những văn bản Ngài sáng tác chúng ta còn thấy ở trong đây ghi rằng gồm có Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, bốn tác phẩm, một, thứ hai, Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, thứ ba, Tăng Già Toái Sự, và thứ tư, nó là Thập Thất Mỹ Ngữ. Rồi chúng ta nhìn lại cái biểu đồ này, 5 năm tu thôi, sau đó thì dành cái công trình còn lại là cái công trình Hoằng Pháp, từ Thăng Long về tới phương Nam, qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và về đến vùng đất Chiêm, tức là vùng Quảng Trị, vùng Thừa Thiên bây giờ. Thế nhưng mà 5 năm này, nó làm thành cái nội dung vô cùng phong phú của một vị điều ngữ giác quan, tặng nhau cái nội hàm vô cùng quan trọng là ông đã lưu lại bốn tác phẩm này. Tuy nhiên có nhiều điều lưu lại, đó là Ngài ra lệnh cho Ngài Pháp Lo về sau giảng dạy Kinh Pháp Hoa vân vân, thì chúng ta biết rằng cái nền văn học Đại Thừa Ngài đã thấm từ bao giờ. Minh chứng rằng trong đây có một bộ Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, đây là cái từ dùng ở trong Kinh Hoa Nghiêm nghe. Và nếu chúng ta từng đọc Hoa Nghiêm thì chúng ta đọc cái điều này, chúng ta nghiệm ra điều rằng là những bài thi tập của ông nó từ niềm cảm hứng của Kinh Hoa Nghiêm. Điều thứ ba của vấn đề đó là ông quan tâm đến sự thành lập tăng già, đến khả năng dưỡng tăng, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, cho nên tăng già tối sự này, tức là những cái việc cần thiết xây dựng nền tảng tăng già cho giáo hội Trúc Lâm thời ấy. Cái phần thứ nhất, thưa các vị, Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, chỉ là con dao nhọn, tức là mũi chỉ thủ đó. Thiết chỉ là gì? Là những ngôn ngữ rất sắc bén, phá vỡ hết vô minh của những thiền tăng, phá vỡ hết chấp trước, hay nói cách khác là những lời khai thị của Thiền Sư Hương Vân Đại Đầu Đà đối với cái thành phần tăng chúng đến tham vấn. Một minh chứng rằng là còn nhiều cái đoạn pháp ngữ mà Ngài trao đổi khai thị các vị tăng sĩ tham vấn Ngài, thì chúng ta tuy không sưu tập lại những văn bản Ngài, nhưng mà nhìn vào những chủ đề này chúng ta có thể nghiệm ra. Điều thứ tư, Thập Thất Mỹ Ngữ là chê. Ngài vô cùng khiêm tốn ghi lại những lời dạy trong thất đá ở Yên Tử Sơn. Ngài dùng cái từ mỹ ngữ là những lời nói trong mộng mị. Tóm lại, ta chưa cần đi vô vài bài thi kệ của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Các vị có thể đọc vô Thiền Sư Việt Nam để tập trung, để có thể khai thác những bài thi kệ mà sư ông Trúc Lâm tập trung nghe. Ở đây chúng con chỉ muốn gom lại những vấn đề thế này. Ta chưa cần đi vô nghiên cứu về những bài thi kệ để nhìn ra tư tưởng của Ngài, chiều sâu nội chứng của Ngài và cái công trình hành đạo của Ngài, nhưng mà lướt ngang qua vài nét về cái công hạnh của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàn Trần Nhân Tông, ta nghiệm ra một điều rằng, điều thứ nhất, đây là một vị thiền tổ xây dựng nên cái nền tảng của Thiền Trúc Lâm Yên Tử, điều thứ nhất, vững vàng. Do vì Ngài thừa hưởng cái nền thiền học từ ông nội, đó là Trần Thái Tông, từ vị thầy, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, và từ dòng giải tâm linh từ Ngài Thường Chiếu truyền xuống cho tới Quốc Sư Đại Đăng qua tới Ngài, cho nên cái nội hàm của Ngài nó làm thành cái viên đá vững chắc xây cho cái nền thiền học Trúc Lâm rất là vững. Điều thứ hai, trên nền tảng của thiền học thời lý, họ xây dựng thiền học thời trần, cho nên cái tính chất ảnh hưởng Trung Hoa đành rằng có, tức là mượn những văn bản ngữ lục của Trung Hoa để giảng dạy, thế nhưng mà chưa hề
quên mất cái tính độc lập của một quốc gia phương Nam. Cho nên cái sinh hoạt tu tập là một, nghi lễ hành trì là hai, công trình hoằng pháp của các ngài là ba. Nó không đặt nặng trên cái bản sao giống như là Phật giáo thời Lê về sao. Điều cuối cùng chúng ta muốn nói là thế này: vị thiền tổ nào cũng có bản lĩnh. Thứ hai, đều có một cái trách nhiệm, một cái vai trò, một cái sứ mệnh vô cùng lớn để khai sáng một dòng tu, để làm thành một dòng chảy, để chứng nghiệm tâm linh, không đơn thuần là cái hàng lục lục thường đồ, mà đó là cái sự tái sinh của những vị Bồ Tát có mặt lại nhân gian. Thế cho nên cái từ chúng ta dùng lỗi lạc, nó hàm nghĩa thứ nhất: xứng đáng kế thừa sự nghiệp của Phật và Tổ. Điều thứ hai là những bậc làm thành công ích lớn cho đời để thế hệ chúng ta ngưỡng mộ. Điều thứ ba, công sức của các ngài không phải biến mất hư vô, mà còn lại cho tới hôm nay chúng ta đang thừa hưởng cái công trình của các vị tổ sư đã trao lại cho chúng ta. Điều cuối cùng, nguyên tắc đời sống là chúng ta thọ nhận bất cứ điều gì từ lịch đại tổ sư, thì cái việc mà người con Phật phải làm đó là hoàn tác lại, đền đáp lại, tri ân các ngài, sống cho tròn bản nguyện người tu, thành tựu ít nhiều sự nghiệp tu học để đền ơn lịch đại tổ sư. Đấy là bốn điều chúng con kết lại vừa học hôm nay. Mình xin dừng ở đây. Rất là tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni đã chịu khó ngồi nghe.